chủ nhà rút lui, Việt Nam gặp biến lớn tại Cúp Châu Á. Sau khi nước chủ nhà của vòng chung kết Asian Cup 2023 là đội tuyển Trung Quốc xin rút lui không đăng cai giải đấu. Lần này tới lượt nước chủ nhà Bahrain cũng e ngại về việc tổ chức vòng chung kết U17 Asian Cup 2023. Theo đó, Liên đoàn bóng đá Bahrain đã trình lên AFC về việc rút lui khỏi vị trí chủ nhà của vòng chung kết U17 Asian Cup 2023. Dù phía Bahrain không đưa ra những lý do cụ thể, tuy nhiên thông tin kể trên khiến cho AFC vô cùng bối rối. Bởi thời điểm hiện tại Liên đoàn bóng đá châu Á sẽ cùng lúc phải tìm hai nước chủ nhà cho hai giải đấu cấp châu lục. U17 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 2, nằm cùng bảng F với các đội U17 gồm Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa và Nepal. Với việc Liên đoàn bóng đá Việt Nam được AFC đồng ý cho đăng cai tổ chức bảng F, các cầu thủ đội tuyển U17 Việt Nam sẽ được thi đấu trên sân nhà với sự tiếp sức từ người hâm mộ nước nhà. Điều này được đánh giá sẽ giúp đội tuyển U17 Việt Nam có thêm điều kiện thuận lợi để cạnh tranh suất tham dự vòng chung kết của đấu trường U17 châu lục. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!